Vâng, sao anh Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Rồi thì hôm nay mình cũng dành chút thời gian, mình dọn lại vườn tược rồi, sắp xếp lại một số cây, lên đôn, lên chậu rồi. Đây là cây bằng lăng lật. Cây này thì cái phần từ đây trở về đây thì nó bị khô rồi. Còn từ đây trở xuống thì thân sống, mình cũng mới tút lá, bắt đầu sau này mình sẽ làm lại nha. Cây cấm thị này mình cũng thay chất trồng và lên chậu, lên đôn lại cho em nó. Mình cũng định hình lại cái này, mình làm khóm rừng ở đây nha, khóm rừng. Nói chung là cây này mình làm rừng trên thân. Rồi cây tán thiên nhiên kia mình cũng lên rồi, mình chuẩn bị tút lá cho nó ra lọc mới. Còn đây là cây bằng lăng lá trung. Cây này nó có một cái điểm đặc sắc là nó còn dính một cái đầu đạn ở đây. Đây, dính nguyên đầu đạn luôn. Cái này cũng lâu rồi. Còn đây là cây kiều hùng. Cây kiều hùng khủng của mình nha. Cây này hoành 60 rồi. Cũng sắp thành phẩm rồi. Hoa kiều hùng thì bao đẹp rồi. Hoành 60 nha. Cây rất là to. Lỗ thép. Rồi mình có một số mai vàng ươm cũng sống rồi, cây đang cho hoa luôn kìa. Rồi mấy cây cấm thị, mấy cây cấm thị lũ. Mấy cây này nếu mình ưng ý giao lưu thì inbox cho Sơn luôn nha. Cây quái này, mai vàng, mai vàng cho hoa rồi đây. Mình có được 2, 4, 6, 8, tầm 10 cây, 12 cây mai. Đây là cây bằng lăng, bằng lăng nu. Rồi cây cấm thị quái. Tịnh kêu ông Phi tới đây tưới mấy cây này luôn ấy Tịnh. Cái lộc quần, cẩm thị, hải châu. Mấy cây này thì mình cũng đã giao lưu rồi. Đây, mình mới tuyển về đây. Mình giao lưu rồi. Đây là cây sâm ngọc. Rồi, còn cái cây VIP của mình đây. Cây VIP nhất. Cây độc nhất vô nhị ở vườn đây. Cây này dành cho giới sưu tầm độc lạ thôi. Rồi, đây cây trắc khủng của mình đây. Bệ trắc khủng luôn, lũ luôn. Siêu lũ luôn nha. Lũ rin luôn, rất là đạt. Cây kiều hùng. Cấm thị VIP. Cho em nó lên trên ấy rồi đây. Tịnh em tút mớ lá của cây này luôn rồi Tịnh. Rồi rất cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xem xem tin nha. Rồi bonsai anh Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm rừng cẩm thị có mã số là 819. 819 cụm này đã sống khỏe rồi nha. Mình tút lá để cho nó nhìn rõ cái chi dâm hơn, với lại sẵn tiện cho nó ra lại cái lọc mới cho nó đẹp hơn luôn nha. Cụm này liền cốt, tổng hoành cụm cái khu đây nè là 118, cây cao là 80, tán rộng là 160, cái bầu đất hiện tại là 57. Cây rất là quái nha, nó có cái cành đây ra rất là quái. Cây này thì mình về lâu rồi, sống khỏe rồi nha. Nhưng mà lá nó hơi thưa, mình tút hết luôn để cho nó
nó ra lại cái lọc mới nó đẹp hơn. Rồi cây này mình xin giao lưu là 3.500k bao ship luôn nha, khá là đẹp. 3.500k bao ship. Nói chung cái cây này nó cực ở cái chỗ đóng hàng ạ. Tại vì nó có cái tán này, còn cái cụm kia thì nó dễ rồi, do nó có cái tán này. Ba ngàn năm trăm k bao ship luôn nha. Này về mình chỉ kiếm cái chậu mình bỏ vô nữa là ok thôi. Rất là đẹp. Rồi Sơn xin qua cây này luôn. Rồi vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 810. 810 là một cây sam ngọc nha. Sam ngọc lũ. Cây này mình để cái dáng này nè, ok luôn. Mình làm ở đây. Ở đây đây một khu và ở đây một khu. Ở đây mình làm đỉnh nè, ở đây mình làm đỉnh ra. Ở lắp đây và ở đây nó có cái lũ đứng nè. Lũ rin luôn nha, chưa tác động gì luôn. Rồi cây này có cái hoành gốc là 61. Cây cao đến đỉnh lũ là 100. Cái bầu ươm chiều đây là 40 nha. Lũ nè, lũ rin luôn. Nè, lũ rin nè. Cây này cũng dạng cây khủng vip nha. Cây này mình xin giao lưu là 2.000k bao ship luôn. Sam ngọc, lũ thép, rin. Cây này cũng rất là tiềm năng. K bao ship. Rồi Sơn xin qua cây này luôn nha. Rồi Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một khúc lũ mung nha. Lũ mung sừng ở cả nhà. Khúc này thì lũ khá là đẹp, tự nhiên luôn. Cái này về mình tính làm tanuki hoặc là mình ghép sam hương vô, nhưng mà mình sẽ up lên mình giao lưu trước nha. Nếu chưa được duyên thì mình sẽ mình sẽ xử lý sau. Cái này thì về mình trưng lũ không cũng đẹp. Nếu mà ai chơi lũa thì mình trưng lũa không cũng đẹp nha. Mình chà rửa sạch sẽ lại mình trưng lũa cũng đẹp. Còn đối với Sơn thì Sơn thích ghép cây hơn. Nói chung mà mỗi người nhìn thôi, mỗi người cảm nhận thôi. Với lại tùy theo cái vị trí mình đặt cho cái tác phẩm này nữa. Dù cái này mà đưa cho mấy bà nội trợ thì thôi, mấy bà khói lắm. Một nồi cơm hoặc một nồi bánh tét thì không đủ nữa. Nhưng mà đối với anh em mình chơi nghệ thuật thì những cái này rất là quý giá nha. Rồi bây giờ cái này chiều rộng là tầm 40 hơn 45. Chiều dài của cái lũ này là 75. Cái này thì mình xin giao lưu là 1.000k bao ship luôn nha. Khúc lũ khá là đẹp, 1.000k bao ship. Rồi mình xin qua khúc lũ này luôn nha. Mình xin giao lưu kế tiếp cũng là một máng lũ mung luôn nha. Lũ mung. Máng này mình có thể mình lên tiểu cảnh rồi cũng khá là đẹp nha. Mình có thể mình ráp thêm ở đây một ít nữa. Đó mình lên một cái tiểu cảnh đây cho cái cây nó lù lù theo. Đó, nó vừa có được cái sớ này. Còn nếu mà ai mà mình chơi lũ không á thì mình chỉ đánh cái bợn ra. Mình đánh cái bợn lũ ra. Giống như cái phần mà nó phần đất á. Đó mình sẽ chà ra là nó sẽ có lòi ra những cái quăng khá là đẹp nha. Rồi khúc này có chiều dài là 65.
Chiều rộng của cái này là 58. Rồi tấm này mình xin giao lưu là 600k bao ship luôn nha. 600k bao ship mình lên một cái khay tiểu cảnh khá là đẹp. Nhưng mà phải có đồ đỡ đây nha. Nói chung đây là một cái tấm mỏng. Còn không nữa mình chơi một cái ấy nữa, nhưng mà kiểu này thì mình không có nhìn ra được cái vẻ đẹp của cái lũa. Nếu mà mình đặt như thế này luôn á thì mình trồng lên đây rồi thì nó chỉ lòi ra những cái rì đẹp thôi. Còn cái phần này cũng đẹp, nhưng mà nói chung là tùy cơ ứng biến thôi, tùy mỗi người cảm nhận thôi. Như mình á thì mình thích lật ngang như thế này để mình khoe hết cái hốc lũa luôn. Còn không á mình trồng lên chỗ cái hốc này thôi, cho nó lòi ra những cái này cũng được, cũng đẹp nha. Đó, khay thiên nhiên luôn. Rồi Sơn xin qua tấm lũ này luôn nha. Rồi Bonsan Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây trắc. Trắc này là trắc lá lớn nha. Đó. Nhưng mà nếu mà mình để cho nó rút lá lại thì cũng khá là nhỏ. Nói chung mấy cái này thì nó cũng to rồi. Mình có thể mình cắt bỏ đi, mình tuốt bỏ đi mấy lá to này, còn lá nhỏ là ok. Cây này cũng thành phẩm rồi nha. Lũ thép luôn. Lũ nè. Lũ tự nhiên luôn, không tác động gì luôn nha. Cây này có cái hoành ở đây là 24, cây cao là 50, đang nằm cái chậu men xanh. Đường kính lọt lòng 32. Cây này mình xin giao lưu là 2000k bao ship luôn nha. Cây này thành phẩm rồi. Nè. 2000k bao ship luôn chậu nha. Thành phẩm rồi nha. Là một cây trắc. Lũ khá là đẹp. Cây này nó hơn nhau ở cái phần lũ đó nha. Nói chung chơi bonsai có lũ thì tùy theo người cảm nhận nha. Về những cái lớp nào mà nó bị bung á, mình gỡ ra luôn để cho nó phát triển cái cây và nó sẽ khoe được cái phần lũ nhiều hơn nha. Rồi 2000k bao ship luôn chậu. Rồi Sơn xin qua cây này luôn. Rồi Bonsan Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Rồi thân mời nhà mình xem tham khảo cây sam núi trái thành phẩm. Không, cây này chưa biết bông trái nha. 50-50. Tại vì mình mới rước về thôi, cho nên là cái chủ cây đó, họ không nhớ. Thôi thì cứ 50-50 nha. Vậy cho nó an tâm sau này. Rồi đường kính chậu lọt lòng là 24, đường kính thân là 2, thì cỡ tầm 5 sen thôi. Nếu mà đo hoành thì cỡ tầm 5 sen. Cây cao là 50. Chậu này là chậu tàu luôn nha. Cây này cũng thành phẩm rồi. Cây này mình xin giao lưu là 1500k bao ship luôn chậu nha. Cây quái 1500k bao ship luôn chậu. Cây quái khá là đẹp, thành phẩm rồi. Và có một số dây nó bị xiết á, mình tháo ra luôn nha. Cây quái 1500k bao ship luôn chậu. Sam núi 50-50 nha, chưa biết bông trái gì luôn. Phong cách quái rất là đẹp. Rồi Sơn xin qua cây này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 815, là một cây kim tiền mini thành phẩm rồi nha. Tán thiên nhiên luôn. Cây thùng chậu rồi. Cây này có cái hoành là 17, đường kính thân là 5 là 6, cây cao là 25. Chậu lọt lòng là 15 nha. Đang nằm chậu men xanh. Thành phẩm rồi, cây mini. Khá là đẹp. Khá là già. Nè. Cái này mình để ban công đồ cũng khá là hay nha. Cái này mình xin giao lưu là 400k bao ship luôn chậu luôn. 400k bao ship luôn chậu.
cái mini thôi nha. Này, 25 thôi, cao 25. Rồi Sơn xin qua cây này luôn. Đây là vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 816. 816 là một cây găng hoàng quái thành phẩm luôn nha. Phong cách quái luôn. Đây. Nó treo một cái cành ở đây. Cây này có hoành chính, cây cao là 42, đang nằm cái chậu lục giác cao. Đường kính lọt lòng là 18 nha. Còn chậu cao có tầm 20. Cây này mình xin giao lưu là 1000k bao ship luôn chậu nha. Găng vàng thành phẩm rồi. Ngon vậy, cây này cũng khá là lâu rồi nha. Phong cách quái. 1000k bao ship luôn chậu. Rồi Sơn xin qua cái này luôn. Rồi vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 817. 817 là một cây sam núi quái thành phẩm nha. Này. Thân lắc lượng thành phẩm luôn. Cây này có hoành 7, cây cao là 51. Đang nằm chậu tàu, đường kính lọt lòng là 23 nha. Cây này mình xin giao lưu là 1500k bao ship luôn chậu luôn. Cây này thì mình chưa có biết giới tính nha. Nói chung là do cái chủ nuôi á, họ không quan tâm. Rồi mình khi mà mình rút về thì họ cũng không nhớ luôn. Thế là thôi mình cũng chịu thôi. Cây thì cây đẹp cho nên là mình cũng cứ sưu tầm thôi. Thì trước thì về mình giao lưu, sau thì mình để vườn mình chơi. 1500k bao ship luôn chậu nha cả nhà. Sam núi chưa biết giới tính nhưng mà thành phẩm rồi. Nhưng mà do cái ông mà sở hữu ông dở, ông không có để ý. Nói chung là cha này chả quan tâm gì. Cho đẹp là cho chơi thôi, nên là mình cũng thu luôn. Mình tới mình rước cây mà hỏi chả chẳng ngơ nên thôi. Mình cũng chấp nhận thôi. Rồi Sơn xin qua cây này luôn nha. 1500k bao ship. Rồi thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây bằng lăng tím lá nhỏ luôn nha. Cây này cốt đế khá là đẹp. Lùng lật luôn. Cây này cốt hoành là 51. Cốt hoành 51 ở đây nha. Cây cao là 42 tới đầu chính đây. 42 tới đầu chính, còn lên tới ngọn đây cỡ tầm 55. Đang nằm cái chậu lọt lòng là 33. Chậu đất nung 33, đế ok luôn. Nói chung cây này cây của người ta cũng đang sưu tầm rồi nha. Ở đây có một hốc lũa không đáng kể nha. Cây mốt đầu luôn, lùng lực luôn. Cây này thì mình xin giao lưu là 1000k bao ship luôn chậu. Đế trải luôn, lùng lực. 1000k bao ship luôn chậu nha. Bằng lăng tím lá nhỏ, đế ok luôn. Mấy cây này là mấy cây tuyển nha. Rồi Sơn xin qua cây này luôn.